Đẹp chưa? Ui, đang liếm muối à con? Ui, mẹ có đủ sữa cho con không? Hả? Mẹ có đủ sữa cho con không? Đây, bầu Úc á. Wow. Kiếm đâu, cần gì kiếm đâu các bác? Đây này, con bò đực này đẹp không? Đây là con bò mẹ của Úc nha. Đây này, bác ông này. Xăm người này. Đó, xăm người chưa? Úi dồi ôi, đá. Mày. Đây những con bê con mày chạy như đẻ ra này. Ừ, con bò Úc nó đẻ ra đó. Nay lên trại thì trại đang thịt một con bò Angus của Úc. Đó, thì qua đây mua ít thịt về để ăn các bạn. Bởi vì mình rất là thích thịt bò Úc. Đẹp trai chưa? Con này sau này về làm giống được mà. Cái dòng bò mà cớt này làm giống được rồi. Đẹp lắm. Chắc cũng đẻ được đâu đó rời tầm khoảng 2-3 tháng thôi. Wow, quá nhiều bê con đẹp luôn các bạn. Đó. Đây này, những con cớt này đẹp chưa? Con này cũng bò được luôn này. Thì con bê con chưa? Rất là nhanh. Đấy, những con này rất là nhanh này. Đây, những con này rất là nhanh. Nhưng mà con này rất nhìn mặt rất là buồn này. Các bác phải để ý buổi sáng xem được. Đây này, nhìn mặt buồn chưa? Đó. Xin chào bác. Chào mừng các bác đã đến với buổi sáng ở một trại. Hôm nay mình di chuyển từ Hà Nội lên đây. Mất đâu đó rời tầm khoảng 2 tiếng từ lúc 3 giờ các bạn. Đây là một trại nuôi bò sinh sản ở trên Vĩnh Phúc. Đó, đây là những con bê con. Buổi sáng ra đây nó chơi đây các bạn. Đó. Đẹp chưa? Tất cả các loại bò ha. Đây những cái dòng bò Gus, đây là dòng bò Bô. Đó. Đẹp chưa? Được, chơi bời tự do luôn các bạn. Cho bác vào ngó trực tiếp ha. Đấy. Đây như con dòng bò Angus. Trại anh đẻ ra đấy. Trại bò nhà anh ấy đẻ ra đó. Hello con, đầy cỏ. Hello con. 13 tháng 5 năm 2022 đẻ này. 13 tháng 5 2022 này. Con này 13 tháng 5 2022. Ôi, con này ra một chỗ thế. Hả? Ra một chỗ thế. Úi dồi ôi, đá. Mày. Đây những con bê con mà chạy như đẻ ra này. Con bò Úc nó đẻ ra đó. Nay lên trại thì trại đang thịt một con bò Angus của Úc. Đó, thì qua đây mua ít thịt về để ăn các bạn. Bởi vì mình rất là thích thịt bò Úc. Bác nào mà ở chỗ Vĩnh Phúc này, bác nào cần mua thịt bò Úc thì liên hệ với lại trang trại này nha. Đây là trang trại Hoàng Anh. Đó. Đây là những cái con bê sinh sản. Đây, đầy cỏ con thèm nhặt đâu. Đó. Đẹp chưa? Đẹp chưa bác? To ha. Đó, đi đi qua ngõ tí nào. Có sân chơi tự do luôn. Đẹp trai chưa? Con này sau này về làm giống được mà. Những cái dòng bò mà cớt này làm giống được rồi. Đẹp lắm. Chắc cũng đẻ được đâu đó rời tầm khoảng 2-3 tháng thôi. Sau này là bác nào cần bò giống thì cứ liên hệ với trại này ha. Những cái dòng
Đấy, con bò đực này sau này tuyển làm giống được ấy chứ, đẹp ấy chứ. Dòng bò gớt này này, gớt chuẩn của anh ấy đấy, anh ấy phối tinh gớt đấy. Mà bò thì bò giống của Úc luôn. Đó. Đẹp chưa, to chưa. Bò này, con những bò này gầy gầy này đang nuôi con đấy bác. Đang nuôi con đó. Bây giờ mới chưa đến 7 giờ đâu các bạn. Bò được ra ngoài tự do luôn. Con này mặt hơi buồn nha, đang có vấn đề nha. Đấy các bác nhìn thấy những con mặt con này nó rất là nhanh này. Thì con bê con chưa, rất là nhanh. Đấy, những con này rất là nhanh này. Đây, những con này rất là nhanh. Nhưng mà con này rất nhìn mặt rất là buồn này. Các bác phải để ý buổi sáng xem được. Đây, nhìn mặt buồn chưa. Đó. Đó. Con này có vấn đề gì sao chứ. Cái mõm của nó kìa, cái mồm của nó kìa. Wow, quá nhiều bê con đẹp luôn các bạn. Đó. Đây này, những con gớt này đẹp nhá. Con này cũng bò đực luôn này. Bây giờ anh mới có những dòng sản phẩm đầu tiên này thôi. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với lại ở trại bò Hoàng Anh trên Vĩnh Phúc này này. Đẹp chưa? Con bò đực này được á. Mấy con bò đực, bò gớt này được á. Bò toàn bò tuyển thôi các bạn. Không phải đơn giản đâu. Con này con cái. Đây này bác này. Đó, bò Úc ấy nhá. Nhìn chưa, xăm người chưa, xăm mình chưa. Đó, vào trong chuồng xem nó là. Ờ, có con nào đang đẻ không? Vừa rồi chạy đẻ nhiều phết ạ. Đi vào cái gì ta? Hình như là đây là có mấy con đẻ này. Lâu lâu mình không lên trại này rồi. Cơ bản là hôm nay trại thịt bò, thế là mình mới lên để lấy mấy cân thịt bò ăn gớt về. Bác nào trên này mà các bác cần thịt bò ăn gớt liên hệ mình ha. Đây, những con bò này là chắc là sắp đang chờ đẻ ở đây quá thôi. Đó. Wow, con bò này được á. Được á. Hay phết này, bác nào cần mua những cái dòng bò mà về để nhảy đây này, toàn bò tuyển đây này. Toàn bò gớt tuyển đây này bác này. Mẹ là bò Úc, mà bố cũng là bò Úc luôn đó. Đây là đẹp chưa? Này chắc được rơi tầm khoảng 6 tháng như mấy. Đó. Đây, đây mấy con bò đực luôn này. Ơi, mình nhìn thấy ở đây là có hai con đẹp ạ. Con này với con kia được à. Đấy, nhìn chân móng này. Móng rất là đẹp nha. Nhìn cái bộ phận sinh dục của nó kìa, cũng được ha. Móng đẹp, bộ phận sinh dục được ạ. Con này về hai con này mình thấy là ok này. Ngoài kia có hai ba con bê con, còn đây là bê tách sữa này. Không biết anh có bán không, bán thì chắc là mình mua lấy ít về. Con này là bò kem này, bò kem đó. Đây là những cái dòng bò mà đang có chửa ở đây. Đây những dòng bò Úc đây. Đó, bò này mà hoành tráng này mà. Đấy, các bác ạ. Tuyệt vời chưa? Đây là mấy con này đang đẻ kia. Đây, mấy con đang đẻ. Đang nuôi con, nhiều bò con lắm. Mấy con này con đực luôn. Đẹp chưa? Ôi, đang liếm muối à con? Ôi.
Mẹ có đủ sữa cho con không? Hả? À, mẹ có đủ sữa cho con không? Ê, bà Úc á. Wow. Kiếm đâu, cần gì kiếm đâu các bác. Đây này, con bò đực này đẹp á. Đây là con bò mẹ của Úc nha. Đây này bác này. Xăm người này. Đó, xăm người chưa? Con này về được đó. Làm bò được nhảy được á. Mình lên trên này mình tuyển, cần gì tuyển ở đâu? Cần gì vất vả tuyển ở đâu? Đây này, những con bò đực này được á. Wow. Ôi sao nhiều bò đực thế? Cực kỳ nhiều bò đực luôn. Những con bò này là bò anh ấy đẻ ra hết các bác nhá. Bò anh đẻ ra hết đó. Đây này. Đây là toàn bò Úc đi các bác nhá. Toàn bò xăm người đấy, xăm mình đó. Đó, gầy quá. Đang nuôi con, những con này là phải cho ăn thêm cám. Wow. Chào con. Chào con, mẹ ít sữa đúng không? Con này bò đực luôn, đẹp chưa? Mẹ ít sữa đúng không? Hả? Ngày 18 tháng 6 năm 23. 2 tháng rồi. Đẹp á. Ôi chào con. Đó. Hay. Hơi bị nhiều nhiều bò con luôn, nhiều bê con quá. Đây anh em đang chia thịt ở đây này. Dòng bò ăn gớt của Úc ạ. Bác nào có nhu cầu mua thịt bò liên hệ với trại bò Hoàng Anh ha. Đấy, trại ngoài kia. Anh em đang thịt bò và chia bò đây. Đó. Rồi, chia sẻ bác một video ngắn buổi sáng ngày hôm nay thôi. Thì các bác có thể tham khảo ha. Bác nhìn thấy đàn bò được không? Sân chơi ổn đó. Đẹp đó. Đó, cho bác ngó lại ha. Rồi mình kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau nha. Xin cảm ơn toàn thể bác. Xin chào.